Bản sắc căng tiền. Wow, bữa ăn tự chọn lúc nãy ăn tới muốn bể bụng luôn. Khó chịu quá đi. Bà biết sớm mấy đứa tụi con sẽ như vậy mà. Trước khi đi ra ngoài, bà đã nấu sẵn trà tiêu hóa rồi nè. Cảm ơn nha. Con đã thanh toán bằng thẻ cho bữa ăn lúc nãy. Bây giờ mỗi người góp 1.011 đô. Trời, có lộn không vậy? 1.000 mấy đô mắc như vậy sao? Không phải đã nói là mỗi người không tới 800 đô sao? Phải rồi, vượt mức ngân sách của em đó. Lúc nãy mọi người vừa gọi hào sống lại gọi thêm cua nữa. Mỗi người trả 788 đô đó. Chúng ta còn phải mời ba, cộng thêm phí phục vụ nữa. Chia cho 6 người thì bao nhiêu đó? 1.000 đô không cần thối, cảm ơn. Chị à, còn thiếu 11 đô. Được rồi. Mời chú các ăn cơm, đương nhiên không là vấn đề rồi. Khoan đã nào mọi người. Thường ngày mọi người cũng hay mời lưu sinh viên nghèo khó như con ăn cơm, có phải chỉ chia cho năm thôi không? Đưa cái đầu qua đây. Sao vậy? Đại học dạy con như vậy hả? Con có đi làm thêm đó anh bạn nhỏ. Má ơi má. Đừng kêu má, má không tìm được lý do để mời con ăn cơm nữa, tự trả đi. Vậy món nợ này dùng gì thế thảo đi trả? Lấy đôi giày thối của con ra chỗ khác đi, vậy đâu có mang giày thể thao. Cảm ơn gì bà? Còn nói cảm ơn hả? Chú cũng không có đủ tiền mặt, không lấy giày thể thao vậy chú trả giày da nha. Con không lấy giày da đâu, còn lấy ống kính của chú nha. Thật ra chị Hai à, em không có thu nhập cho nên không còn nợ nần. Nợ chị Hai 1.011 đô. Đám kêu kiệt các người. Ba. Vậy đi, để sau này dễ tính toán hơn, mỗi người luân phiên nhau mời một bữa. Anh Hai, vậy thì xuất hiện vấn đề rồi nha. Ai là người mời trước? Chú còn hỏi, đương nhiên là chú rồi. Chú trước hả? Được, chú sẽ mời mọi người xuống quán trà để mà ăn. Mọi người ăn cho tới no thì mới thôi. Ôi trời, sao chú keo kiệt quá vậy? Vậy con sẽ mời mọi người ăn mì xe đẩy ha. Sao hả? Chị còn keo hơn đó nha. Vậy em sẽ mời mọi người ăn cá viên. Trời, mọi người đều keo kiệt tới vậy hay sao? Vậy con mời ông ngoại, ông ở nhà nấu bữa cơm cho tụi con ăn là được rồi. Còn cái gì? Con đi hết một vòng rồi quay lại, ông cũng là người thiệt thòi nhất hả? Mấy đứa con thiệt là... được, ông Quang nói chuyện này. Đầu tháng rồi, tiền sinh hoạt. Em lên trển hít thở không khí tí nha. Ba, thật ra cuối năm con phải đi tiếp khách rất nhiều với đại tiểu thư, cho nên con phải để dành tiền mua túi sách mới nữa. Tiền sinh hoạt đưa sau nha ba. Ba, thật ra con cũng phải mua rất nhiều sách tham khảo, cho nên xài tạm trước nha. Sau này mới tính hết. Ông ngoại, con không cần phải nói nữa, con sẽ nhớ mà. Kinh điển, thật sự hết sức kinh điển mà. Nhưng mà ba à, hôm nay con không có đem theo sổ chi phiếu, lần sau đưa ba nha. Nè. Đây chỉ là trà tiêu hóa thôi mà. Sao trở thành canh mạnh bà vậy? Vừa uống xong ai nấy đều quên hết luôn. Số tiền sinh hoạt này á, chú nghĩ tới năm sau cũng không lấy được. Nè, con nghĩ là chú đã quen rồi chứ chú Găng. Tiền sinh hoạt mà sao quen được chứ. Cảm ơn. Mấy đứa tụi con nhìn cái gì chứ? Cơm hấp giá đặc biệt buổi sáng, cộng thêm tiền trà, mỗi đứa chỉ có 18 đô 8 thôi. Mấy đứa có tiền trả mà. Mọi người hiểu mà đúng không? Anh Hai, bữa cơm tối hôm qua thực sự lặn sạch túi luôn. Hôm nay chúng ta đúng là phải tiết chế lại một chút. Sắp tới cuối năm hơi kẹt tiền đó mà. Thông cảm chút đi mà. Ba, con có mà. Nhưng mà hôm nay con lại quên mang theo sổ chi phiếu rồi. Mấy đứa còn thiệt là. Đúng rồi, là dĩa này. Wow. Cảm ơn Trị Phú. Cảm ơn anh. Ê, căng keo kiệt. Ê, trời. Wow, tội nghiệp quá vậy. Cả gia đình đều ăn cơm hấp hết hả? Căng keo kiệt. Anh đúng là vừa keo kiệt vừa mất mặt nghe. Xin lỗi chú căng. Bác sĩ. Nè, chị Phú, không phải ông nợ người ta nhiều tiền lắm sao? Đáng lý ra ông rất phiền não mà. Sao bây giờ lại ra dễ dàng sao? Trên thế giới này có một số việc đã được ông trời định sẵn. Tên cho vay nặng lãi đòi tiền tôi đã bị cảnh sát bắt, không cần trả. Cộng thêm đứa con trai ngoan của tôi kiếm được một công việc tốt, nó đã đi làm, nuôi hết cả nhà. Sao không ăn sang chứ? Thằng Hiếu kiếm được bao nhiêu tiền tôi biết mà. Bộ nó đưa hết cho ông sao? Ý, không sai. Tiền lương của nó hả? Mỗi tháng ngoại trừ đi một số tiền nhỏ thiếu ông lòng lớn ra, nó đưa hết tiền lương cho tôi đó. Nếu tôi phân chia và đưa cho tụi nó xài. Có thiệt không đó? Là thiệt đó. Hai tháng nay vừa mới phát lương là con đưa hết cho ba con. Tụi con ăn gì mua gì đều do ba trả hết. Vậy thì sao gọi là trụ cột gia đình? Qua đó ăn đi ba. Chúng ta đừng nói nhiều với người keo kiệt nữa. Chúng ta qua đây ăn thôi. Con xin lỗi nha sư phụ, con xin lỗi. Bye bye. Coi ông láo chưa kìa. Anh
Nhưng mà suy nghĩ lại, cách thu tiền sinh hoạt của ổng quả thật cũng tốn lắm đó nghe. Cơm nguội hết rồi, mau ăn đi thì đó. Ăn cơm đi. Cô Hào. Dạ. Cà phê đen ăn đi. Đây nè, cho cậu nè. Sao tự nhiên lại cho tôi tiền vậy ông chủ? Cậu đã chơi đấu địa chủ với tôi suốt một đêm rồi, thưởng cho cậu đó. Cảm ơn ông chủ. Cậu ở đây ăn gì chờ tôi, khi nào tôi cần dùng xe thì sẽ gọi. Dạ biết ông chủ. Thủ Căng à? Ờ. Có rảnh thì lên đây nữa nha. Được. Alo ba. Lúc nãy ông chủ thưởng cho con 3.000 đô đó. Tháng này ba có thêm 3.000 đô làm tiền sinh hoạt rồi. Được thôi, chút nữa cô qua đưa cho ba. Bye bye. Hiếu. Sư phụ. Lúc nãy thầy có thấy Lòng Cảm Quỳ thưởng cho con 3.000 đô. Bà của con đâu có biết 3.000 đô này đâu. Tại sao con không giữ làm của riêng rồi để dành xài? Sao chủ động nộp cho ba con vậy? Sau khi gia đình xảy ra biến cố lớn, con thấy họ ăn không no, mặc không ấm, trong lòng con rây rứt lắm. Nên bây giờ con chút tiền nên cố gắng làm họ hài lòng thôi. Con không cần tiền dùng vào chuyện khác sao? Thì con kêu ba đưa lại thôi. Ví dụ như trước đó rất hư cái điện thoại, ông lập tức mua lại cái mới cho con. Thì ra là vậy. No quá đi. Chú no tới muốn bể bụng luôn rồi đây. Đúng vậy đó, được không rồi. Muốn cử ở vô phòng luôn. Lấy chút đồ ra cho mấy đứa nghe. Ba lại là trà tiêu quá nữa hả? Mỗi người góp bao nhiêu tiền vậy? Bữa ăn lúc nãy không phải do con thanh toán đâu. Con cũng không có thanh toán. Mấy đứa tụi em không qua trả tiền thì bỏ về sao? Hả? Chúng ta chưa trả tiền nữa hả? Có khi nào bị người ta bắt hay không? Mọi người yên tâm, ba đã thanh toán bữa ăn lúc nãy rồi mới đi về mà. Làm hết hồn mà. Cảm ơn ông ngoại. Trời, sao con không có chút sĩ diện gì hết. Ba, bao nhiêu tiền vậy? Đưa lại cho ba nè. Không cần, không cần. Bữa ăn này là ba mời. Lại muốn dùng cách này để dụ chúng ta, ép chúng ta đưa tiền sinh hoạt đó. Thôi bỏ đi, chúng ta cũng đã nợ được một thời gian dài rồi. Sau này ba sẽ không thu tiền sinh hoạt nữa. Vậy có nghe lộn không vậy? Bởi vì lúc thu tiền sinh hoạt đã khiến cho tất cả mọi người la lối ôm sòm, cảm thấy không vui, cho nên cái tự tiền sinh hoạt này sau này sẽ biến mất khỏi nhà họ Hùng. Ba, vậy tức là... Điền vô tờ đơn này ký tên đi. Đơn chuyển khoản tự động của ngân hàng. Anh à, có lộn không vậy? Tức là chuyển khoản hết số tiền lương của tụi em qua tài khoản của anh hả? Chính xác luôn. Đây là kế hoạch cùng hướng tài sản của nhà họ Hùng mà anh mới sáng lập ra. Tức là tập trung hết tất cả tiền bạc mọi người lại cùng một chỗ, sau này do ba thống nhất phân chia. Hả? Vậy là ba học theo Trì Phú đó ba. Phiên bản của ba là phiên bản cải thiện và hài hòa. Mọi người thử nghĩ đi, sau này mọi người xài tiền thanh toán không cần phải phiền phức như vậy. Sau khi ăn xong đứng dậy phủi đít về là được rồi. Câu nói sung sướng biết bao. Hả? Không chỉ có vậy nha, cùng hưởng tài sản, tức là cộng thêm lợi nhuận của tốc phục chúng ta vào đó. Số tiền càng nhiều, sau này mọi người muốn mua cái gì đều có thể linh hoạt tự chủ. Mỗi buổi sáng á đều có tiền tiêu xài, không cần tranh giành. Hơn nữa ở nhà sẽ cung cấp hai bữa ăn sáng và tối. Còn nữa, có xe chuyên đưa đón đi học và đi làm, còn bao gồm cả tiền khám bệnh nữa. Vậy mọi người nghĩ đi, có phải thế giới này vẫn là tốt đẹp hay không chứ? Hả? Ông ngoại à, nè, cái này tuyệt vời, con tham gia. Dù gì con kiếm được rất ít tiền, không mất mát gì hết. Thật ra phía kịch bản của con không ổn định, cho nên có hậu thuần dưỡng chắc là Tóc Hùng coi như tay tán thành luôn. Má cũng tham gia hả? Nhất định ổn. Có phải muốn mua gì cũng được không? Sách tham khảo mắc lắm đó. Được, chỉ cần hợp lý là được hết. Điền vô cái đơn này rồi ký tên vô, ba phê duyệt ngay lập tức. Vậy con cũng tham gia đây. Ba, nếu như sau này con muốn mua túi sách mới về tính chất công việc thì ba cũng sẽ phê duyệt hả? Nếu như em muốn mua ống kính mới đi làm việc như vậy thì cũng hợp lý đúng không? Chỉ cần là hợp lý thôi. Em điền vào đơn này rồi ký tên vô, anh lập tức đưa tiền ngay. Vậy con cũng tham gia. Con cũng muốn tham gia. Con tham gia, vậy thì chú cũng tham gia. Nè ba. Anh hai à, ký tên rồi nè. Được, đã ký tên hết rồi. Bây giờ bà chính thức tuyên bố kế hoạch cùng hưởng tài sản nhà họ Hùng chúng ta chính thức bắt đầu. Ê, nè, đi xa ra chút đi. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Một người có ống kính mới, một người có túi sách mới, chịu chi tiền quá nha. Thì đó, mấy hôm trước mới nghe cô Thăng nghèo, hóa ra là vì mua túi sách mới ha. Anh đúng là đoán già đoán non, đâu có mua đâu, ba tôi tặng đó. Có lộn không vậy, túi tiền của ba cô giống như tôi vậy nè. Có làm thế nào cũng không mở ra được, sao lại nỡ mua cho cô chứ. Bây giờ gia đình chúng tôi đang thực hiện kế hoạch cùng hưởng tài sản nhà họ Hùng. Tức là tiền lương mỗi tháng của chúng tôi đều đưa hết cho ba của tôi luôn. Sau đó chúng tôi muốn chi tiêu gì, ba tôi sẽ thanh toán. Đúng vậy,
Tối qua vừa mới viết đơn xin thôi, anh hai đã lập tức đưa tiền cho tôi. Đã gì đâu. Cho dù là chiếc túi này có mắc hơn cả tháng lương của tôi, bà cũng lập tức cho tiền tôi mua. Nhưng mà hai người nộp hết tiền vô đó, vậy chẳng phải không có tiền trong túi sao? Không đâu em yêu, anh hai có cho tụi anh một ít tiền xài đó. Em coi đi. Cường coi bao thư dày như vậy chắc cũng không ít tiền. Đúng đâu vậy. Nè, nói gì thì nói, chúng ta vẫn chưa coi nữa. Coi thử đi. Coi thử. 10 tờ 10 đô hả? Chỉ có 100 đô, chẳng trách dùng bao thư nhỏ đi đựng. Gì chứ, chúng tôi đi làm cũng đâu cần xài nhiều tiền như vậy. Số tiền này chắc là đủ ăn cơm rồi mà. Có phải hơi lạc quan không? Trước giờ đều lạc quan mà. Nếu như túi sách của tôi phối với đôi giày cao gót mới, nhất định thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nếu như cái ống kính này của tôi cộng thêm đèn flash thông minh mới nhất, có chụp cảnh gì cũng đẹp thôi. Mau đi điền đơn đi. Anh vô đó in thêm mấy tờ đơn nữa. Tôi cảm thấy bọn họ suy nghĩ quá lý tưởng rồi. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Không phê duyệt. Không duyệt. Ba, không phải ba nói có thể mua sách tham khảo sao? Cô yên tâm đi. Ba có một thứ khác, nó có thể giúp được con. Tinh chiến khởi thị lục. Ba đã coi qua rồi. Nội dung bên trong có những thứ mà con cần muốn biết. Hơn nữa bên trong có đoạn phim nói về tình cảm cha con rất là tốt, rất cảm động, đáng để coi đó. Kim Thành An. Dạ con đi. Có. Máy điện tử, giày thể thao mới, không có thực tế, không phê duyệt. Nhưng mà ông lại phê duyệt một thứ khác của con đó nha. Vậy cũng đỡ. Nè. Cảm ơn ông ngoại. Ông ngoại à. 10 đô hả? Miếng dán kính bảo vệ của con 100 mấy đô lận đó. Ông đã coi qua rồi. Báo cáo kiểm tra của hội quỹ viên tiêu dùng, nó nói là miếng dán bằng kính và miếng dán thông thường hiệu quả như nhau cả thôi. Ông chính là muốn con xài miếng dán thông thường này. Tiệm Kiên Ký đối diện bên đường bán một cái có 10 đô. Qua bên Kiên Ký mua đi. Tránh ra đi. Hùng thụ nhân. Dạ có em. Qua đây. Dạ còn Hùng Nhật Thủy nữa. Dạ có con. Hùng thụ nhân muốn mua đèn blast thông minh. Hùng Nhật Thủy muốn mua giày cao gót. Đúng vậy. Cả hai đều không có duyệt. Tại sao vậy? Cái đèn blast thông minh đó của em đó, chẳng qua chỉ là một cái đèn có chức năng tiêu điểm quay 180 độ vậy thôi mà. Thực ra em dùng loại cuộn giấy bạc 18,5 đô này, chiều cao vị trí phát sáng, hiệu quả hoàn toàn giống nhau, không cần phải lãng phí tiền vậy đâu đúng không? Hả? Bé Hai à, bà kiểm tra rồi. Con có tới 20 mấy đôi giày cao gót đó. Màu sắc mà con muốn mua thì cũng có. Ba đôi có kiểu gần giống với nhau rồi. Không giống nhau đâu ba. Đôi giày cao gót này, cái đế của nó toàn bộ đều là màu đỏ. Ở đây bà có chai sơn xịt, bán có 20 đô. Con đem đi xịt vô đế giày đi. Xịt tới đổi muốn sang trọng cái nào cũng được hết đó. Ba làm vậy chẳng phải gạt tụi con hay sao? Thì đó. Nè, mấy đứa nói như vậy là không có đúng nha. Đây gọi là tận dụng nguồn vốn có. Ba cũng đã làm được yêu cầu của mọi người mà, đúng không? Vậy tức là tiền con xin đi uống tóc ba cũng không duyệt đúng không? Ba duyệt số tiền này đó nha. Năm mới Tết đến, con gái đương nhiên là phải làm đẹp rồi ha. Còn nữa. Vậy còn được. Cảm ơn ba. Không cần đâu. Khoan đã, 300 đô. 300 đô có thể uống được bao nhiêu cọng tóc của con hả ba? Có thể uống được hết nguyên cái đầu của con luôn đó, xinh đẹp lắm. Bà đã kiếm một nhà làm tóc chuyên nghiệp tới tận nhà giúp con uống tóc rồi. Tới nhà? Đúng rồi. 300 đô? Đúng vậy, tới rồi. Ghê gớm tới vậy sao? Đúng đó. Là bà Trân. Nhà làm tóc chuyên nghiệp đó. Hả? Không phải đâu chứ. Cô đừng coi thường tôi nha, năm đó ở Thượng Hải tôi cũng đã uống tóc cho biết bao nhiêu ngôi sao điện ảnh đó nha. Cô coi mái tóc này của tôi có phải rất đẹp không hả? Đừng giỡn nữa, đẹp như vậy sao con dám đi ra ngoài chứ, tôi không uống đâu. Cô thiệt không biết điều, tôi còn có rất nhiều lịch hẹn đó. Nhật Thủy à, cảm ơn con nha, là tự con không chịu làm đó ha. Ba. Anh Hai, thủ đoạn của kẻ lừa đúng là không thể nào ngờ tới. Nói đúng mà, không ngờ rằng cho mua hết một lần rồi thì sau đó không được gì cả. Anh Hai còn xấu xa hơn kẻ lừa đảo nữa. Con còn nghĩ rằng có thêm tiền của Tóc Hùng, chúng ta có thể có nhiều tiền xài hơn. Ai ngờ bây giờ còn tệ hơn trước đó nữa. Bây giờ tiền lương mỗi tháng đều tự động chuyển khoản sang cho ba. Tháng ngày sau này,
phải làm sao đây? Đừng nói là mua sách tham khảo nữa. Bây giờ tiền tiêu xài mỗi ngày chỉ có 100 đô. Em cũng không dám hẹn bạn ra ngoài ăn cơm nữa. Cho dù có đi cũng phải được ba phê duyệt. Đi đâu ăn hả? Đi ăn món gì hả? Ngay cả uống đồ lạnh thêm 5 đô cũng phải được ba duyệt nữa. Không ngờ rằng cô lại nghèo hơn cả tụi Cường Khờ. Đây giống như không phải là thế giới tốt đẹp như ông đã từng nói. Con xin lỗi. Má à, má cũng là người bị hại. Tại sao má im lặng không nói? Má đã sớm biết ông ngoại con có ý đồ rồi. Má đưa tài khoản cho ông trong đó chẳng có bao nhiêu tiền, cộng thêm tiền viết kịch bản của má không để trong đó. Hả? Bé hai à, nếu như con đã biết sớm, tại sao lại bắt mọi người phải ăn xin hả? Trời, mọi người ai nấy đều giống như bị tiền mê hoặc vậy. Bất luận có nói gì mọi người cũng sẽ không nghe đâu. Hơn nữa, con cũng muốn nghiên cứu một chút suốt cuộc kế hoạch cùng hưởng tài sản có thành công hay không. Tất cả mọi người đều biết kế hoạch này không thành công rồi. Bây giờ còn thê thảm hơn xuống địa ngục nữa. Má à, má giỏi giang như vậy, má nhất định có cách mà má cứu mọi người đi. Mẹ hai à, chúng ta là người một nhà kia mà. Người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Con giúp mọi người đi. Cũng không hẳn là không có cách. Nếu như ba phê duyệt nghiêm khắc như vậy thì chú phải dựa vào nó rồi. Dán nó lại đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chú Căng, kiếm được rồi. Một dĩa hủ tiếu xào khô bò của nhà hàng Xuân Quang bán 5-6 đô giống y chang với quán Phi Long vậy. Báo cáo hết. Nè, ngân sách của tôi là ít hơn 40 đô đó, kiếm tiếp đi. Chú Căng à, bộ phim Mừng Thọ này giá tiền ở Mã An Sơn chưa tới 80 đô đâu, rẻ nhất toàn Hồng Kông đó. Kiểm tra suất chiếu sớm nhất đi, suất sớm nhất rẻ hơn, nhanh lên. Hả? Chú Căng à, con mới từ Thẩm Quyến về, con phát hiện massage chân ở ga biên giới Phúc Điền rẻ hơn khu xã khẩu khoảng 10 đồng nhân dân tệ. Vậy còn chú Hải thì sao? Phải đi hả? Cậu lên mạng hỏi người ta đi. Tóm lại á, phải so sánh ba tiệm với nhau, giúp tụi nó tìm được tiệm rẻ nhất mới thôi, để mấy đứa tụi nó tâm phục khẩu phục. Kiếm đi, kiếm đi. Ê, Tiểu Lực à, 6 giờ rồi kìa. Tới giờ tăng ca rồi đó nha. Nếu tiếp tục như vậy á, thì phải tăng ca rồi. Phải bắt đầu tính tiền đó nha chú Căng. Tăng ca mấy người vậy thì về đi. Tụi tôi kiếm được rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Không phê duyệt, không phê duyệt, phê duyệt, phê duyệt. Tôi vừa mới tăng ca thì chú Căng đã kêu tôi đem mấy thùng này về. Bây giờ chú ấy vẫn còn chưa ăn cơm. Cái gì? Ông ngoại ngồi nói chuyện tới bây giờ hả? Vậy ba cũng thật sự rất kiên trì đó. Đúng rồi, có khi nào ba sẽ bị bệnh luôn không? Biết sợ rồi hả? Là mọi người ép chú ấy tới tức giận như vậy đó. Bây giờ chú Căng muốn đấu với mọi người tới cùng kìa. Ê, chúng tôi vốn dĩ định chung cách nhất chồng như núi, không ngừng điền vào đơn, ép anh hai chịu không nổi, hủy bỏ kế hoạch này thôi. Ai ngờ rằng chúng tôi điền tới mỏi cả tay, anh hai lại kiểm tra tới nhức đầu. Lần này đúng là cả hai bên đều thua hết. Chớ rồi, ba cũng không còn trẻ nữa. Lỡ như ba... Nè, vậy hay là chúng ta thôi đi, đừng có đấu với nhau nữa. Mỗi ngày xài 100 đô thì 100 đi. Ê, bé hai à, cách của con đúng là dở tệ. Lại là một lần chứng minh tình thân của nhà Hùng quả nhiên rất quan trọng. Con đánh giá cao nha. Mọi người tiếp tục đi. Chú Căng à, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, chú còn muốn uống thêm gì không? Cho tôi thêm ly cà phê đen đi. Hiếu à, tối nay chúng tôi đi quán bar uống rượu. Ông Long lớn đã đi công tác, anh lại tăng ca sớm, đi chung luôn đi. Mọi người đều là người trong ngành, cùng nhau tụ họp cũng tốt mà. Vậy cũng được, vậy tôi có thể gọi một cú điện thoại trước không? Ý, phải xin phép bạn gái hả? Không phải đâu, là ba của tôi. Dạ, đúng vậy, đồng nghiệp nói chung nên đi quán bar uống rượu. Tôi muốn hỏi là muốn đi quán bar nào vậy? Quán bar tinh lý nhất ở Chim Sa Chủy. Quán bar tinh lý nhất ở Chim Sa Chủy. Khoảng bao nhiêu tiền một chai bia vậy? Khoảng 60 mấy đô một chai bia. 60 mấy đô ba. Dạ được, cảm ơn ba. Được rồi, tối nay uống xong mới con sẽ tự đón xe buýt về nhà mà, ba yên tâm đi. Được rồi, bye bye. Bye bye ba. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Hiểu à, không phải chứ, anh lớn vậy rồi uống chai bia cũng phải hỏi ba anh hả? Phải rồi đó, cho dù anh có uống thì đó, ông cũng đâu có biết đâu. Thì đó. Thực ra thì gần đây gia đình tôi xảy ra chút chuyện, nên về cơ bản thì toàn bộ tiền lương của tôi đều đưa hết cho ba tôi. Tôi sợ xài nhiều hơn 200 đô ông sẽ mất ngân sách, cho nên mới hỏi rõ ràng ra thôi. Thế thảm vậy sao? Nghe nói chị Mary phó tổng giám đốc tầm bảo đồ, mỗi ngày ba của chỉ cho chỉ 100 đô để xài thôi. Còn nữa, anh Nhân cũng vậy đó nha. Còn nói là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nữa. Lần đó tôi nhìn thấy ảnh và chị David đang ăn tối, cũng phải gọi cho anh hai, còn phải so sánh giá cả mới có thể ăn đó. Đây gọi là gì? Mất mặt đó. Đúng rồi, đúng rồi. Lát nữa gặp nhau phòng thay đồ. Lát nữa gặp, lát gặp lại. Sư phụ. Hiếu à, con thẳng thắn trả lời thầy, con làm như vậy có vui hay là không hả?
con nghĩ là sẽ không có ai thích khi xài một xu một cắc cũng phải hỏi người khác cho phép, khó coi lắm đó. Nhưng mà ba con đã lựa chọn hình thức sống này rồi thì còn phải hy sinh bản thân mình, cố gắng phối hợp với ổng thôi. Hy sinh hả? Nhưng mà lúc nãy nghe thấy chị Mary cũng thê thảm giống như con cũng có chút an ủi. Sư phụ, có phải gần đây thầy kẹt tiền lắm không? Anh hai, ba về rồi hả? Ông ngoại, ông thấy sao hả? Nè, qua sao đi, ngồi xuống đi. Con chưa chịu đi ngủ vậy? Anh hai, em đợi anh về nhà, có chuyện muốn nói với anh đó. Đúng vậy là chuyện liên quan tới đơn ghi danh đó. Đúng rồi. Ba cũng có chuyện muốn nói với tụi con. Ba. Chú Căng à, ông về tới thì đúng lúc lắm. Làm ơn cho xin 300 đô. Làm gì vậy? Sao tôi phải đưa tiền cho bà chứ? Thì tôi giúp con gái ông uống tóc mà, cho nên ông phải trả tiền thôi. Con gái tôi. Ba. Bé bà. Gì ghê vậy? Con nghe lời ba đó, nhưng mà ba cũng nghe lời con đi. Dùng 300 đô để uống tóc thực sự sẽ bị hư đó, ba coi đi. Tại sao vậy? Tụi con không muốn ba tiếp tục đi phê duyệt mấy cái đơn đó vất vả như vậy đâu. Đúng rồi anh hai, tóm lại sau này anh muốn sao thì tụi em sẽ nghe theo hết, đúng không hả? Ba Trần à, làm phiền ba ngày mai giúp tôi uống luôn nha. Ba Trần à, con chỉ cần gọi đầu về xí khu. Không được, dịch vụ trọn gói bao gồm gọi cắt sấy luôn. Vậy tôi đem chén canh qua đây. Chén canh? Bà gạt người ta quá đáng lắm đó. Chén canh gì chứ? Cháu của tôi không có tiền cắt tóc sao? 300 đô đúng không? Trả bà. Mau về đi. Anh hai. Ba. Mau về đi. Ông ngoại. Mọi người đừng ồn. Nghe bà nói nè. Bà về đây chính là muốn nói với tụi con. Kế hoạch cùng hưởng tài sản của nhà họ Hùng lập tức hủy bỏ. Ngày mai ba đi ngân hàng hủy bỏ dịch vụ tự động chuyển khoản, trả lại tiền cho mọi người. Tóm lại sau này mấy đứa mỗi tháng đưa ba tiền sinh hoạt là được rồi. Sao vậy anh hai? Ba chính là hy vọng tụi con có thể tiêu xài nhưng lại rất vui vẻ, còn hơn là chúng ta tiết kiệm nhưng có nhiều phiền não, lại còn mất hết cả sĩ diện nữa. Con cảm ơn anh. Hay quá, hay lắm.